đúng. Đi đâu? Đi đấm nha. Đi đấm nha. Đấm rồi đã. Ông Nguyễn Giánh không đứng dậy được Phương ơi. Thì anh không dậy được. Dạ. Kéo dậy đi. Kéo dậy đi. Kéo dậy đi. Kéo đi. Trời, kéo đi nào hết vậy. Chết rồi. Để anh chết rồi. Cứ đi đâu? Tấm.